Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 139 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. À, Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy mới chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. cũng bây giờ sự an nguy của bằng nữ lý giật thật sự không cần lo lắng thế mọi người tỏ rõ thái độ xong lý giật mới nói vậy chuẩn bị một chút chúng ta lập tức xuất phát rời khỏi sơn động đáng chết này sơn động đáng chết này mọi người ở đến phát chán cả rồi vì thế mọi người đều cùng di chuyển thực ra cũng không cần chuẩn bị gì nhắc chân là có thể đi được đi đến lúc bầu trời bên ngoài đã trở nên đen tối lý giật mới dẫn đầu đi ra khỏi sơn động một đoàn bảy người mượn rừng rậm cùng màn đêm hết sức thủ điểm khí tức cường giả tranh nét long tộc thỉnh thoảng bay qua trên bầu trời đi về phía bờ biển rằng co của con người cùng long tộc bờ biển này rất tĩnh mịch long tộc cao ngạo thậm chí không thèm cảnh giới toàn bộ nằm trên bờ biển nghỉ ngơi còn con người thì tỏ ra rất cẩn thận có thể nhìn thấy mấy cái thân hình đang di chuyển chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của long tộc cường giả loài người dựa sát 10 chiếc thuyền song song vào nhau, bong tàu liên thông, có thể đi qua đi lại, hình thành một mảng lục địa lớn trên biển rộng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tạc Mã Lý hơi diễu diễu nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy chạy lên thuyền, chấp nhận sự chất vấn của mọi người sao? Đang nhìn lên mấy cái thuyền, đến giật mỉm cười nói. Đừng có nóng vội, Tạc Mã Lý không lâu nữa sẽ có một con rồng tấn công chiếc thuyền ngoài cùng bên trái, rồi sẽ phá hủy nó những kẻ trên thuyền đều sẽ rơi xuống nước. Nếu ta đoán không nhầm, những cường giả đó đều là kẻ mạo hiểm đi vào thế giới đóng băng. Ý của ta là bọn họ không quen mặt nhau lắm. Đầu óc của bọn ngươi nếu biết làm như thế nào rồi chứ. Ý của ngươi là để chúng ta trà trộn vào đám đó sao? Vấn đề là làm sao người có thể xác định lòng tộc sẽ tấn công một chiếc thuyền? Đúng vậy lý giật, Long tộc và con người rằng con lâu như vậy, căn bản là không có ý định tấn công nhau anh Phú Tình cũng phụ họa nói. Đến giật về mặt thần bí có được. Ta nói, tự nhiên là có mà. Lẽ nào các người không tin ta? Chủ đề đột nhiên thay đổi. Lý giật nói với Tạc Mã Lý. Ta thấy người không nên làm hại Tạc nữa. Chỉ bằng như vậy, người đem ngọc trụy của ta đến tiền phòng đế quốc, tìm Lý Minh Minh chủ ở tiền phòng đế quốc. Ông ấy sẽ giữ người lại đó. Lý Minh gì? Chưa hề nghe qua. Làm môn hạ của Lý Minh có lợi gì cho ta nào? Là như vậy, Lý Minh Bình chủ Lý Hàn là thân phụ của ta. Ở tiền phòng đế quốc chật hẹp, thêm một cường giả như tác mã Lý, Lý Minh sẽ như hổ thêm cánh. Mặt các Lý Giật cũng muốn thông qua tác mã Lý, chuyển đến tiên phong hoàng thất một tin tức. Lý Giật ta vẫn còn sống, hơn nữa sống rất thoải mái, đừng có làm chuyện gì bất lợi cho Lý Minh. Nghe được nguồn gốc giữa Lý Minh và Lý Giật, tác mã Lý cười cười. Đội trưởng này đã muốn ta làm tay chân cho Lý Minh sao? Người có thể nghĩ như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chẳng qua là ta cho ngươi một đời đề nghị nhỏ nhỏ mà thôi. Nhưng có thể nói với ngươi, với tính cách của Lý Giật ta, Lý Minh tuyệt đối sẽ không chỉ sừng hùng ở tiên phong đế quốc. Từng lai mọi người ở đấu thần đại lục đều sẽ biết đến sự tồn tại của Lý Minh. <laughs> Tạc mã Lý tà đầy đánh cuộc một lần, cực rằng ngươi vẫn còn có thể sống sót ra khỏi lòng đảo. Hơn nữa giấc mộng sẽ thành sự thật. Tạc mã Lý tiếp nhận ngọc trụy thứ có thể chứng minh thần phận của Lý Giật, cất kỹ vào bên trong. Tạ đây cũng đánh cuộc một lần. Anh vô tình cười cười nói, cứ ở học viện là đàn thì chẳng có ý nghĩa gì. Nghe nói tiên phong đế quốc có vài chỗ có cảnh không tệ. Lý Giật, nếu Lý Minh gì đó thật sự có ngày trở thành thế được to lớn, người có thể hứa với ta sẽ đi tìm tứ đại mà tông suối quậy kia chứ. Đương nhiên, cho dù không phải vì ngươi, tứ đại mà tông cũng sẽ không phải là bằng hữu của ta. Lý Giật nói xong nhắm mắt lại, dường như đang dưỡng thận. Long sùng chi chi bị trông coi cũng không nghiêm bật lắm. dưới niệm khống chế của lý giật, nó rất nhanh sau đã thoát khỏi đám ấu long đang ngáy ngủ, chuồn ra khỏi lòng động, tiến thẳng tới bờ biển. ấu long cao hơn người này nhẹ nhàng như bay ra phía bờ biển, lặng yên không một tiếng động ra phía sau thuyền của con người. sau đó chọn chiếc thuyền ngoài cùng bên trái nào xuống với tốc độ cong khoảng 45 độ. mặc dù chỉ là một ấu long nhưng mức độ cường hãn của cơ thể đó đủ để làm cho boong thuyền của chiếc thuyền gỗ bị đâm thủng một lỗ rất lớn những tiếng ầm ầm lớn vang lên thuyền lớn chấn động sau đó là những tiếng ồn ào những cường giả bị tấn công cũng không biết chuyện gì xảy ra thuyền gỗ đã bị nước chảy vào hoàng kim âu lòng lào xuống dưới nước rất nhanh sau lại bay lên rồi lại lao xuống một lần nữa hai lần trùng kích là đủ rồi chiếc thuyền gỗ chìm xuống biển rất nhanh lòng tộc đáng chết chúng ta bị tấn công rồi Cương giả trên vòng thuyền chạy, nhanh chóng kình động đến người trên thuyền khác và long tộc đang trên bờ biển. Hiện trường lập tức hỗn loạn, tinh thế trở nên khẩn trương. Còn Hoàng Kim Ấu Long gây ra chuyện kia thì dơm đã tranh thủ sự hỗn loạn này bay đến bên cạnh Lý Giật. Lòng sùng chi chi của ta. Lý Giật vui sướng giới thiệu với xã tôn giả, bằng thứ và an đức lược. Còn về tác mã lý, anh vô tình và tạp lý lộ tư. Ngay cả chi chi tấn công thuyền của con người đã triển khai đấu dực vì mà bỏ đi nhảy xuống nước để thực hiện kế hoạch đục nước béo cỏ. Vạn thần ơi, người làm sao mà đoạt được nó vậy? Ta có thể sờ nó một chút không? Bằng nữ nhìn thấy hoàng kim ấu lòng dễ thương, liền bộc lộ tình cảm hầm mộ trong lời nói. Trên thế giới này, cường giả có sủng vật là ma thú thì không ít, nhưng có thể có một con rồng nằm sủng vật. Liên giật e rằng trước giờ hắn là người đầu tiên. Không chỉ có bằng nữ, đến cả thường cổ cường giả như giả tôn giả và viện trưởng An Đức Lược nổi danh cấp đấu thần đại lục đối với việc lý giận có một sủng vật là một con rồng cũng có thái độ vừa hâm mộ vừa ghen ghét biến động trên bờ biển dường như chậm trái bình tĩnh trở lại long tộc tộc trưởng xuất hiện cùng với đấu thần điện điện sĩ áo tím ác ma tổng tổng chủ đang nói chuyện gì đó hiển nhiên chuyện nhỏ ngoài ý muốn này sẽ không dẫn tới xung đột quy mô lớn giữa cường giả con người và long tộc như vậy lại khiến cho lý giật có chút thất vọng nếu cường giả con người và long tộc vì vậy mà gây chiến triệu tập tủ thiền trì động thị vệ của lòng tộc tới, thì thật là hoàn mỹ. Xem ra vẫn phải đợi đấu thần điện điện chủ đến, thì mới có thể đục nước béo cò được rồi. Mọi thứ lại bình thường trở lại, bờ biển đã trở nên yên lặng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đám ánh vũ tình đã có thể trà trộn vào trong đám cường giả con người. Dựa vào sự thông minh xảo trá của bọn họ, Lý Giật không lo lắng là sẽ có bất cứ bất trắc gì xảy ra. Lý Giật, giờ làm cái gì đây? Sản tôn giả nóng lòng hỏi một câu. Đến giật thì nghĩ, quay sang nói với viện trưởng An Đức Lược. Viện trưởng các hạ, ta muốn biết người không phải là cùng hội với điện sĩ áo tím và ác tông chủ sao? Sao lại tách trà chứ? Hừ, người quản chuyện này làm gì? An Đức Lược dù sao cũng không muốn trả lời vấn đề này. Đương nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác mà. Được, ta nói thẳng, người có thể quay lại đám cường giả con người giật dây để đám cường giả đó và long tộc gây ra xung đột. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiến vào long động cứu mẫu thân của ta. Người cũng thực sự có thể có được thiên mà cửu biến công pháp. ăn Đức Lược dường như suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Giật dây để con người và long tộc xung đột thì không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là ta làm sao có thể tin ngươi đây? Tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan như vậy. Không ở bên cạnh ngươi, ta không an tâm được. Ngủ ngốc. lên giật thần mắng trong lòng. Cho dù ở bên cạnh hắn thì thế nào, so sánh thực lực hiện nay, bản thân có giả tôn giả và long sủng, hai vật đáng tin, còn có băng nữ có thầm thủ với An Đức Lược. Bốn trọi bột không nhẽ không thắng được An Đức Lược. Đánh thắng một cách nhẹ nhàng cũng không phải là vấn đề gì. Sở dĩ giữ đại viện trưởng các hạ, chẳng qua là còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Viện trưởng các hạ yên tâm, sau khi giật dây xung đột xong, chúng ta đã tụ hợp bên ngoài lòng động. Không có sự hiệp trợ của viện trưởng các hạ, chúng ta muốn cứu mẫu thần thiền mà thánh địa của ta, e rằng không phải dễ dàng như vậy. Ngài nói có đúng không nào? Viện trưởng An Đức Lực ngẫm lại cũng thấy hợp lý, men gật đầu. Vậy thì được, đã nói như vậy, người sẽ nhanh chóng nhìn thấy xung đột giữa con người và long tộc thôi. Không cần gấp gáp như vậy. Lý giật vội vàng ngăn lại. Đợi sau khi đấu thần điện điện chủ đến rồi hãy nói. Đấu thần điện điện chủ sao? Hắn đang đến à? Nghe được tin tức này, An Đức Lực lắp bắp kinh hãi, vì sự kiện long sủng đối với thiếu niên lý giật có vô số quần bài này viện trưởng các hạng ngày càng cảm thấy thầm bất khả trắc đấu thần điện điện chủ không những muốn tới mà nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có một cuộc đại chiến với lòng tộc tộc trưởng đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta người chắc đã hiểu ý của ta chứ ta hiểu rồi người muốn nhân lúc đấu thần điện điện chủ và long tộc tộc trưởng đánh nhau khởi ra xung đột giữa hai bên sau đó nhân lúc hỗn loạn tiến vào lòng động cứu thiền bà thánh nữ chứ gì cùng người thông bình hợp tác thật là tốt nó một chút là liền hiểu đúng đây là kế hoạch của ta đương nhiên người có thể đi hội họp với bọn điện sĩ áo tím cũng được ta nghĩ bọn chúng sẽ vui vì có thêm một cường thủ đó nhận được lời khen gợi an đức lượng không có chút gì đã vui mừng bởi vì nếu đấu thần điện điện chủ đến thì thế cục trên lòng đảo, đảo sẽ càng trở nên phức tạp Suốt cuộc ai có thể thù đợi trong xung đột chiến trận chưa từng có này giờ không ai có thể nói chính xác được mang một tâm trạng bất định bất an. ăn đức lực hùng hăng liếc nhìn lý giật, trong ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp, sau đó thân hình khẽ động lướt ra khỏi khu rừng. Thế ăn đức lực đi hơi xa, lý giật rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bây giờ giữ lại hai người hai bên, tính ra cũng tương đối là vô hại rồi. Lão xa, một mình người có thể đối phó với một con rồng rồi phải không? Lý giật không đếm xỉa gì tới mà hỏi thăm. Nếu là trạng thái đỉnh phong trước đây thì có thể tự bảo vệ mình, bây giờ thì đừng đùa giỡn đây Cơ thể của tử quỷ thiền phú rất tốt, nhưng lão tử chỉ biết bài bạc uống triệu lười biếng tu luyện là bị vầy trong thế giới đóng bằng đến mấy chục năm, nên càng không có chút tiến bộ. Sao tôn giả muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không phải chuyện sớm một. Bàn về thực lực đi, lý giật không khỏi cười đau khổ. Thực lực ba người cộng lại, e rằng muốn đối phó với một cự lòng bình thường cũng là một vấn đề. Nếu muốn cứu người từ tù long chi động, xem ra vẫn cần có thêm một chút may mắn nữa bằng nữ con nàng nàng có quân bài gì không lê giật không cam tâm quay sang hỏi bằng nữ bằng nữ đang đùa dẫn với lòng sủng chi chi dù sao vẫn là một bằng nữ không biết thế sự tính cách bằng nữ có chút cổ quái mặc dù còn cảnh cánh trong lòng chuyện của lá tuyết phong nhưng thoạt nhìn đã không còn bộ dạng thương cảm nữa rồi quân bài gì ta đã đi để chơi mà chi chi có chút lãnh đạm với bằng nữ vì trong thế giới linh hồn có sức mạnh linh hồn của lý giật bởi vậy không cần lý giật dùng ý niệm điều khiển đối với lý giật cũng có một cảm giác thân cận trời sinh người khác tốt với nó thế nào thì nó cũng không có cảm giác gì đừng đùa nữa chi chi tranh thủ nghỉ ngơi đi tiệm sau này có rất nhiều chuyện cần làm nữa đấy nó rồi vẫy vẫy tay kéo lòng sủng đến bên cạnh mình ba người bọn lý giật muốn nghỉ ngơi đột nhiên một luồng khí tức cường giả không hề che giấu đánh về phía ba người quay đầu nhìn lại, hai bóng người lướt sát mặt đất đang đến. Lý giật giật mình, ngược lại là may mắn, may mà không phải long tộc, chỉ cần là con người thì có thể cành được. Đợi hai người kia đến gần, nhìn thấy rõ mặt, Lý giật mới không khỏi kêu khổ trong lòng. Hai người này vốn là người quen, một người là La Tuyết Phong, còn người còn lại đương nhiên là băng đảo đảo chủ. Cũng không biết hai người này vì sao, đến cùng một lúc như vậy. Thầy là Tuyết Phong, bằng nữ không khỏi chuyển ánh mắt qua lý giật lạnh lùng nói lý giật người lửa ta là tuyết phong vẫn còn sống là tuyết phong đứng cách lý giật mấy mét điềm nhiên nói hắn đừng nhìn hy vọng ta chết nhưng mạng ta thật lớn cuối cùng là chết không nổi người thật sự mạng lớn đấy bị đánh đến như vậy mà không chết mặt của lý giật bình tĩnh như nước chuyển sang phía băng đảo đảo chủ đảo chủ các hạ tại hạ đi không từ biệt đã đắc tội lớn rồi đi không dã từ thì không nói nhưng lại bắt cóc nữ nhi của ta. <laughs> Muốn chết hả? Sát kín nghiêm nghị khiến cho không khí xung quanh dường như đọng cứng lại. Đạo chú các hạ mình dám bắt cóc con gái của ngài không phải tại hạ mà là hắn. Lý giật chỉ thẳng vào đà tuyết phòng, ung dung cười nói. Con gái của ngài và vị cường giả thiếu niên này lưỡng tình tường duyệt, nói không chừng cũng đã từ định suốt đời nữa. Tuyệt phòng huynh, ta nói sự thật có đúng không nào? Dùng ý trong lời nói của Lý giật rất hiểm ác đối với băng đảo đảo chủ luyến nữ mà nói bất kỳ kẻ nào có ý đánh con gái lão đều là kẻ địch nếu như là tuyết phong thừa nhận tình cảm với băng nữ rất có khả năng sẽ bị băng đảo đảo chủ giết chết tại chỗ còn nếu là tuyết phong không thừa nhận băng nữ sẽ không còn coi trọng người mà đến tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận hiện nhiên giờ tuyết phong không biết tình cảm luyến nữ của băng đảo đảo chủ đảo chủ các hạ bắt có con gái ngài thật sự không phải là chủ ý của tại hạ nhưng tình cảm của tại hạ và con gái của ngài không phải giả, rất mong đảo chủ thành toàn cho chúng tôi. Là tuyết phong. Băng nữ vội vàng quát lớn, bất chấp nhiều thứ, mong hắn sẽ ngừng lại. Nhưng hiển nhiên là cứu không kịp rồi. Nghe được lời thổ lộ của là tuyết phong, sắc mặt của băng đảo đảo chủ lập tức trầm xuống. Khoảnh thần bỗng sinh ra tràn ngập sát ý. Đương nhiên sát ý này là nhằm vào la tuyết phong. Bằng gì, hắn nói thật có phải không? Không, không phải. Con sẽ không đưỡng tình tường duyệt cùng với tên gốc này đâu người con yêu tha thiết là, là, là hắn. Bằng nữ dùng chiều gậy ông đập lưng ông, chỉ về phía của Lý Giật, khiến Lý Giật cảm thấy phiền phức và khó chịu. Chỉ có điều băng đảo đảo chủ là người khôn khéo, hiểu con gái không ai bằng cha. Thủ đoàn nhỏ ấy của bằng nữ nào có thể giấu diếm được lão. Bằng nhi, cha không phải không cho phép con thích nam nhân, nhưng kẻ có thể xứng với bằng nhi của ta, nhất định là người kiệt xuất trong đám thiếu niên đường thời, chứ không phải tên tiểu tử nào tùy tiện cũng có đủ tư cách thích con gái của ta, hoặc được băng nữ của ta thích. Băng nữ, cha hết thảy cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Tốt cho con, cha, cha hãy giết hắn đi. Băng nữ vô cùng hận, chỉ vào lý giật lạnh lùng nói. Đạo chủ các hạ, ngài có lẽ đã nhìn ra ta là vô hại. Lý giật nhún vai, một vẻ mặt vô tội. Băng đào đạo chủ, triển khai, hiển nhiên đã nhìn ra mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Chỉ là lão cũng không có thiện cảm gì với lý giật. Người vô hại sao? Đem con gái của ta mạo hiểm đến lòng đạo. Điều này đã là tội chết rồi. Bằng nữ nói một lời từ lương tâm đi. Là lý giật ta muốn đưa nàng đến đây ư? Ừ. Đương nhiên rồi. Là người một mực giật dây ta. Nói thế giới bên ngoài thú vị, đặc sắc như thế nào? Nếu không phải người giật dây, ta làm sao có thể rời khỏi bằng đảo, rời khỏi phụ thần ta chứ? Bằng nữ cũng không phải là đứa con thật thà. Vì là tuyết phong, giữa nàng mong đảo chủ chú ý hoàn toàn vào lý giật. Vấn đề chính là, băng đạo đạo chủ không phải là người chỉ biết nghe. trầm gấp một hồi, lão gia hỏa mới nói, con gái lớn không giữ được. Bằng nhì, con lớn thật rồi, đến tuổi tìm một thanh niên tuấn kiệt anh tuấn rồi. Hai vị thiếu niên này, chẳng như vậy mà đã có được thành tựu như vậy, cũng xem như không đơn giản. Chỉ bằng như vậy đi, hôm nay cha làm chủ, hai vị thiếu niên này chọn cho một người có thể là nam nhân tương lai của con. Băng đạo đạo chủ ngồi xuống, khiến đi giật không khỏi kinh hãi không ghé không còn luyến nữ nữa sao? Hay là lão gia hỏa này muốn cho mình và La Tuyết Phong đánh nhau đến lượng bại câu thương, sau đó bản thân không tốn chút sức nào, uy hiếp đánh đuổi hai tên đi. Đây là Tuyết Phong, liên giật tự tin bởi phần. Vấn đề là cứ cho là thắng, rồi có một cha vợ hỉ lộ bất thường như bằng đạo đảo chủ. Không phải là phúc rồi. Nói không chừng, ngày nào đó làm cho bằng nữ mất hứng, thì sẽ đem mình đi làm phần bón hoa. Hơn nữa, với tình hình hiện nay, đắc tội với bằng nữ đây là chuyện chắc chắn ván đã đóng thành thuyền rồi. Thật là khổ quá mà. Ta bỏ quyền này có được không? Đi giật nét mặt tối đi. Coi thường nữ nhi của ta sao? Tỉnh Quang chật lóe lên. Băng đào đạo chủ nhìn thẳng vào lý giật. Lạnh đùng nghiêm nghị đến cực hạn. Chà, người hồ đồ gì vậy? Bằng nữ vừa tức vừa lo lắng. Năng hiện nhiên hiểu rõ thực lực của lý giật. Là tuyệt phòng muốn đánh bại lý giật. Khả năng thắng không cao. Cha hồ đồ thế nào chứ? Đâu thần đại đục vốn là đất của cường giả, cha lựa chọn cho con đường nhiên là thiêu niên anh tài mạnh nhất rồi. xà Tôn Giả nãy giờ thở ơ lạnh nhạt, giả ho nhẹ hai tiếng. Lão quỷ, xem ta như là không khí sao? Người là kẻ nào, dám gọi ta là lão quỷ? Băng đào đào chủ không để bắt đến xả Tôn Giả với tướng mạo thủ đỗ. Ta, ta là sư phụ của lý giật, muốn đồ đệ của ta làm nữ tế của ngươi, có phải là nên hỏi ý kiến của ta một tiếng không? Sao tôn giả kiềm chẳng nói? Bằng đảo đạo chủ lạnh lùng nói, có cần phải vậy không? Nếu như lý giật chiến thắng, thì sẽ là nữ tế của băng đảo ta, sau này sẽ sống ở băng đảo, còn nếu thua thì sẽ chết. Đúng là tự mình ảo tưởng, con gái ngươi, đồ đệ của ta chưa chắc, đã để ý tới đây này. Không giấu lão quỷ ngươi, tình nhân mà đồ đệ ta tùy ý tìm, cũng không thua kém con gái của ngươi đâu. Ngươi, muốn chết à? Băng đảo đảo chủ tức giận, Mặc kệ long tộc nghiêm mật khống chế đảo đảo, quanh thân lập tức dình ra một đường đấu khí tràn ngập, xem ra muốn phát tác rồi. Sư phụ ta tự nguyện tiếp nhận đề nghị của băng đảo đảo chủ. Lý giật lo lắng rằng băng đảo đảo chủ và xa tôn giả động thủ kinh động đến lòng tộc, vội hỏi, cũng không biết tuyết phòng huynh có can đảm này hay không? Là tuyết phòng phụng bồi cho đến cùng. Chuyện này đã đến nước này, là tuyết phòng cũng không có đường đuôi. Còn về thực lực, hắn hiểu lý giật không phải dưới tầm của mình nhưng hai bên tranh đấu, chuyện thắng bại đôi khi cần một chút vận may. Được rồi, Liên dẫn liếc nhìn xung quanh rồi nói, chỉ có điều nơi đây dường như bằng đảo đảo chủ, chúng ta vẫn đến đổi một chỗ khác đi. Băng đảo đảo chủ chậm rãi thủ điểm đấu khí của mình, nói tiếp, vậy thì lên trên mặt biển đi. Nói xong liền bay lên, bay ra biển với tốc độ rất nhanh. Thì lòng tiền gì đó vốn là của ngươi ư. Băng nữ ngạc nhiên, nên lấy từ trong dung giới ra một cây roi dài, rồi sau đó nói với là Tuyết Phong, người cầm lấy đi. Mặt thấy bằng nữ không chút keo kiệt, đem tí long tiên giao cho là Tuyết Phong. Ngay lập tức nộ khí của băng đảo đảo chủ tăng lên, cảnh cáo. Thi lòng tiền là con gái ta cho người bận dùng. Bất luận thắng thua thì không có chuyện thi lòng tiền sẽ là của là tuyết Phong gửi nữa. Ai bảo ta mạnh chứ? Tài hạ đã rõ rồi. Là Tuyết Phong cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Không biết từ lúc nào, trên mặt biển bay tới một đám mây đen năm vị cường giả con người treo lơ lửng trên không người cho rằng có thể chắc thắng ta sao Đại tuyết phong dùng thi lòng tiền một âm thanh sắc nhọn xé gió phát ra cây roi lập tức to ra sẵn ý dài đặc không hề che giấu trút ra ngoài đi chết đi thi lòng tiền tỏ ra mấy chục lần hóa thành hình rồng đánh về phía quần lý giật năng lượng tiên tiên cường hãn của siêu phẩm thần bình triển khai thậm chí dưới mặt nước 10 mét cũng biến động tạo thành phòng xoáy. Nếu không phải Lý giật, cũng có siêu phẩm thần binh, đối mặt với năng lượng cường hãn cực độ như vậy, e rằng hắn cản không có nổi. Trên tay của Lý giật có một sợi sóng năng lượng, Phát thiên kiếm xuất hiện không có ngang ngược như thí trong tiên. Trái lại dưới sự thủ điểm tận lực của Lý giật, có chút lặng yên không một tiếng động. Nhưng thủ điểm không có nghĩa là năng lượng của siêu phẩm thần binh suy yếu, tất cả năng lượng được tập trung nhiều nhất để đánh trả lại đối thủ chứ không phải để lãng phí vô nghĩa. Phát thiên kiếm bắn thẳng đến vòng xoáy năng lượng của tí long tiên. Hai cỗ năng lượng vừa mới tương giao điền nổ trong một tiếng vang lớn. Ngày sau đó, tiếng nổ này biến thành những âm thanh bạo liệt liên tiếp. Sức mạnh năng lượng tấn công khiến cho giả thịt lý giật và nạt tuyết phong đều vặn vẹo, trầm có vẻ giữ tận hẳn lên. Hai vị thiêu điền cường giả có thiên phú lớn nhất đấu thần đại độc vừa ra tay đã tạo ra sự đánh phá mạnh mẽ nhất. Khi thế mạnh mẽ này cho dù là băng đảo đảo chủ hay thượng cổ cường giả xa, xa tốt giả cũng đều phải có nét mặt sợ hãi hai người này nếu đợi một thời gian nữa mức độ thành tựu e rằng khó có thể tưởng tượng được giữa sự oanh tạc này mặt biển lập tức như sôi trào sóng biển tuôn trào thẳng đứng bắn lên rồi lại như mưa lớn trút xuống bao phủ lấy lý giật cùng là tuyết phong <laughs> lão phù quả không có nhìn nhầm lý giật là tuyết phong các người đều rất không tồi đều lấy ra lá bài của mình kẻ bại chết, người thắng chính là nữ tế của băng đảo ta. Băng đảo đảo chủ vẫn ở một bên châm ngòi thổi gió. Ngược lại không cần sự xúi dục của băng đảo đảo chủ, bất luận là lý giật hay là tuyết phong, đều hy vọng đối phương biến mất trên thế giới này, nếu không cũng không trả tay hung hãn đến như vậy. Dưới bầu trời đêm, thỉnh thoảng nổ lên từng ánh hảo quang trực rỡ. Sau khi đánh trực tiếp siêu phẩm thần binh, liền đánh những đòn rất nhanh, gọn, rất khoát. Đầu tồn cường giả, mặc dù không có sức di sơn đảo hải, nhưng khí thế kia cũng đủ làm cường giả bình thường phải sợ hãi rồi bỗng nhiên sau một chiều nện đấu khí la tuyết phong bị bắn ra đến mấy chục mét thì lòng tiền bỗng không thấy đâu khoanh thần hơi nước bốc lên khi thủ quyết của la tuyết phong di chuyển hơi nước này trong nháy mắt mở to ra cho đến lúc đậm đặc thành một hào quang trắng giữa hào quang sắc mặt của la tuyết phong dữ tợn liền phun trong mấy ngụm báo tươi trong hào quang đã có huyết sắc mờ ảo ngày sau đó trên mặt biển bảy tam đạo thủy lòng phóng lên trời, lượn lờ bên người đạt tuyết phong. Thiên điện linh khí nhanh chóng tuôn trào ra, dưới bầu trời trên mặt biển, huyết quang chỉ sắc dường như đã tràn ngập toàn bộ không gian. Cuối cùng, cùng đánh tới lúc phải đưa ra bạch hồ đấu kỹ, thiên đại dị tượng. Đương nhiên, lý giật cũng không có nhản rỗi. Ngay sau lúc đã tuyết phòng xúc thế, trên bầu trời, mặt trăng bông lung bị bầy đèn bao phủ, cũng một huyết sắc chiếu rọi một bảng trắng hồng trên mặt biển một vòng huyết nguyệt trên tay lý giật cũng nhanh chóng đẩy ra thiên địa linh khí khi huyết nguyệt không ngừng xoay tròn năng lượng ẩn chứa trong đó không ngừng gia tăng hai bạch hổ đấu kỹ của hai đấu tồn và chạm thắng bại rút cuộc thế nào sự thận khiến người ta rất mong đợi mà đáp án dường như đang muốn được công bố ai cũng muốn biết một vòng huyết nguyệt nhỏ nhỏ và bảy tám đạo thủy lòng thành thế kinh người rằng co từ khoảng cách hơn 10 mét hai người đều có ý đồ xúc thế chiều bạch hổ đấu kỹ này đến cực hạn để một chiêu phân thắng bại, chỉ thấy hào quang và huyết sóc không gần giao thoa, mà không có chút âm thanh nào. Trong sự yên tĩnh này, dù sao cũng có một sự bất trắc làm cho người ta khó có thể thở nổi. Tốt, 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 sắp phần thắng bại rồi. Bằng đào đào chủ đớn tiếng khen, càng cảm thấy hài lòng với nữ tế tương lai của mình. Chà, người dung đỡ là tuyết phong đi. Bằng nữ không nhẫn nại nổi, bên nhẹ nhàng khẩn cầu. Bằng nữ không hề hận lý giật, nhưng nàng thích la tuyết phong thật đối mặt với cục diện một sống một còn này bằng tứ thật không muốn nhìn thấy là tuyết phong bị thua lão quỷ nếu người ra tay bản tôn cũng không đứng nhìn đâu Sa tôn xà đứng bên cạnh lòng sủng trì trì theo dõi trận đấu hoàng kim ấu long cũng thấy chủ nhân ẩu đấu với người ta sớm đã không kiềm đắn được nếu không phải lý giật không cho nó ra tay e rằng nó đã sớm nhào tới liều mạng cùng đã tuyết phong rồi yên tâm đi khổn sống bóng chết chỉ có người dựa vào thực lực của mình để sống sót mới xứng đáng làm nữ tế của bằng đạo. Nếu như ta giúp đỡ để La Tuyết Phong thắng, đó mới là việc khiến hắn hối hận cả đời. Con mặc kệ, dù sao con cũng không muốn La Tuyết Phong chết. Không cho phép hồ đồ. Trong trận chiến, hai triệu bạch hổ đấu kỹ đều đã hoàn tất xúc thế. Thế đều có vẻ muốn phát tác. Đột nhiên nghe được tiếng quát to giữa không trung. Nhị vị xin dừng tay, nghe ta nói một câu âm thanh trong trẻo đến rất đột ngột. Khi hắn nói, hai người dường như vẫn còn ở một nơi rất xa. Nhưng khi nói chữ lời, thì âm thanh đã gần ngay trước mặt. Trư quỷ mị, mọi người ở đây đều không thể tưởng tượng được ai có thể làm được điều này. Vấn đề là vào lúc người nói chuyện hiện thân, tất cả mọi người đều phát hiện, người này chẳng những là một người không thể giả được. Hơn nữa, nhìn là rất bình thường. Ngoài trừ trên thân khoác một áo bảo màu xám, cho thấy thân phận người này không thấp, còn nhìn từ tướng mạo thì hoàn toàn là có thể bị đám đông đẻ chết trên đường. Một mái tóc hơi dài quằn xoắn màu nâu lưa thưa, không có bất kỳ một sức dư thừa nào. Bóc người trùng đẳng, ngũ quan bình thường, nếu không muốn nói đến cái gì vật chất, nét mặt điềm đạm của người này có thể miễn cưỡng được xem như một đặc trưng. Chỉ có điều là có thể ở giữa khoảng trời và biển quỷ dị do hai chiều bạch hổ đấu kỹ tạo thành mà vẫn có thể giữ được nét điềm đạm như vậy thì vốn đã là một điều không tầm thường. Huống hồ bất luận là xa tôn giả hay băng đảo đảo chủ, dường như không hề phát hiện ra việc người này tiếp cận mình. Còn người này thì đã sớm cảm giác được tình huống răng co của bọn họ. Các hạ là ai? Mời thông báo danh tính. Băng đảo đảo chủ không dám đường đột, ngữ khí có chút cung kính. Băng đảo đảo chủ cao còn hơn trời này, này lại dùng giọng điệu cung kính đối với người kia. Trong toàn đấu thần đại lục, số người như vậy e rằng đếm được trên một nửa bàn tay. Ta là ai cũng không quan trọng, chỉ là ta muốn biết hai thêm điền kiện xuất như vậy, tại sao lại phải quyết sống mái mà đấu nhau như thế? Hồi bảo lão giả đứng giữa lý giật và la tuyết phong, rất hăng hái hỏi thăm. Sao tôn giả đang lẽ cười nói, ca hạ không nên quản chuyện rảnh rỗi thì hơn, đây là băng đào đào chủ, người ta đang kén nữ tế đây. Tuyển nữ tế sao? Long bảo lão giả hướng lên mà khuyên nhủ ta thấy hai vị thiếu niên này tuấn tú tài giỏi hiếm thấy vậy mà phải lưỡng bại câu thương chỉ bằng nghĩ thoáng hơn một chút sao không dựa vào tướng mạnh mà chọn bất kể là người nào chết cũng đều không phải chuyện tốt đẹp gì vì sự xuất hiện của hội bảo lão giả nên lý giật và là tuyết phong vẫn chưa đánh ra chiều bạch hổ đấu kỹ lý giật lạnh lùng đánh giá hội bảo lão giả liên tưởng tới đấu thần điện điện chủ sắp đến đột nhiên giật mình lẽ nào người này chính là đấu thần điện điện chủ sao không thể nào. đấu thần điện điện chủ thành danh hiện hách, làm sao có thể là một lão đầu nhỏ bé trông như người bình thường thế này được. Nhưng ngoại trừ đấu thần điện điện chủ, Lý giật thực sự không nghĩ ra cường giả nào có thể xuất hiện ở đây vào lúc này. Tiền bối các hạ nói rất có lý. Tài hạ tham gia cuộc tuyển nữ tế này cũng đã bất đắc dĩ thôi. Lê giật cao giọng nói, kỳ thần con cái của băng đảo đảo chủ, tài hạ không thể để mắt tới. Vậy chẳng phải là xong rồi sao, Hội bảo lão giả nói một câu rất thoải mái. Nếu vị tiêu niên này đã không muốn tham gia tuyển nữ tế, thì băng đảo đảo chủ các hạ, chỉ bằng để mặt ta một chút, để hai người bọn họ dừng tay thì hơn. Nếu đã muốn bồn đảo chủ để mặt các hạ, các hạ cũng nên thông báo danh tính của mình đi chứ. Hồi bảo lão giả mỉm cười, cũng không đáp lại. Mà cùng với nụ cười ấy, một đảo thánh quang bỗng nhiên hiện ra phía sau đường hắn, hình thành một đồ phủ hòa mắt. Thấy thánh quang đồ phủ này, xã tôn giả cũng băng đảo đảo chủ mặt liền biến sắc với kinh nghiệm của hai người làm sao lại không nhận ra trong thiên hạ này chỉ có đấu thần điện điện chủ mới có thể phát ra thánh quang đồ phủ thôi liền tưởng đến sự xuất hiện quỷ dị của hội bảo lão giả thân phận này không cần nói ra cũng trở nên rõ ràng rồi thì ra là điện chủ các hạ giá lâm nếu còn không để mặt buồn đảo chủ thật là không phải rồi băng đảo đảo chủ thầm hít một hơi thật sâu nhưng trên mặt thì không chút thành sắc dù sao cũng là cường giả tuyệt đỉnh đương thời, cũng không đến mức đại kình thất sắc. Như vậy thì đa tạ đạo chủ các hạ thành toàn. Đấu thần điện điện chủ cúi bái cảm tạ. Bộ đạo chủ mặc dù để mặt điện chủ các hạ, hủy bỏ việc tuyển hiền tế, nhưng hai thiếu điện này dường như có chút không hòa thuận. Liệu có thể dừng lại như thế này không? Chuyện này bồn chủ không quản nữa. Là tuyết phong, trả thí long tiên lại cho ta. Chứ trả có chút đùa giỡn nhưng cường giả vi tôn, đạo lý như là tuyết phong thì vẫn hiểu. Mặc dù không muốn, nhưng cũng đành phải giao nộp ra. Bằng đạo đạo chủ thu hồi thi lòng tiên, bỗng nhiên ra tay, đánh một cái vào ót sau của bằng nữ. Bằng nữ kêu á một tiếng, rồi nhẹ nhàng trở vào trong vòng tay của đạo chủ. Sau đó bị đạo chủ kẹp lấy, nhanh chóng ngự không bay đi, thoáng một cái đã biến mất phía chân trời. Đâu thần điện điện chủ thấy bằng đạo đạo chủ biến mất trên bầu trời đêm, rồi mới quay lại nói với lý giật và la tuyết phong nhi vị có thể nề mặt ta không rất sẵn lòng lý giật thức thời chậm rãi tản đi xúc thế trong huyết quyệt cuồng cương dưới sự, sự uy áp của đấu thần điện điện chủ la tuyết phong không dám hành động thiếu suy nghĩ nên cũng xua tán đi bạch hổ đấu kỹ của mình bầu trời cùng mặt biển quay trở lại tình trạng như bình thường Nhị vị có muốn gia nhập đấu thần điện không điện chủ là người sáng suốt nói chuyện cũng không vòng vo vò hồi bẩm điện chủ đại nhân, tại hạn đã là phó điện chủ của đấu thần điện thiên phòng phân điện rồi. Lý giật thong dong lấy từ trong dùng giới ra ngọc bài, thể hiện thân phận của mình. Lúc này để lộ thân phận của mình, dường như không có chỗ nào xấu cả. Ồ, rất tốt, người tên là gì? Dạ, Lý giật. Lý giật sao? Điện chủ dường như đang nhớ lại cái gì đó, chậm từ chậm rãi nói. Người chính là Lý giật đại huyền đáo thiền phòng đế quốc, nên lòng trời lở đất đó ư. Lý giật thầm rùng mình. Thiên phong đế quốc bổ nhiệm một chức phó điện chủ, tự nhiên sẽ báo cáo lên tổng điện. Nhưng văn điện các nơi của đấu thần điện có đến hàng vạn. Việc mà đấu thần điện, tổng điện điện chủ cần xử lý cũng có đến hàng ngàn hàng vạn. Tự nhiên là có thể để ấn tượng trong đầu vị cường giả tuyển đỉnh này. Như vậy cũng có thể coi là một vinh hạnh rất đặc biệt rồi. Chỉ có điều ấn tượng này không biết là tốt hay là xấu đây. Chính là tại hạ. Lý giật mỉm cười. Rất tốt, rất tốt đấu thần điện điện chủ gật gật đầu thật sự không nghe ra rất tốt là tán dương hay là ý khác sau đó lão chuyển hướng sang đa tuyết phong còn ngươi thì sao tại hạ la tuyết phong học viên học viện la lan còn về việc gia nhập đấu thần điện tại hạ cần cân nhắc một chút kỳ thực đa tuyết phong bây giờ rất cần gia nhập đấu thần điện tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc dù sao sau khi trở mặt với ăn đức lược muốn ở lại học viện la lan cũng là việc không thực tế rồi nhưng đa tuyết phong trước giờ vốn cao ngạo hay bởi vì mối quan hệ của Lý Giật với Đấu Thần Điện, mà nhất thời không muốn hạ mình để cùng tham gia vào một thế lực với Lý Giật. Học viện La Lan đệ nhất tiền tài là Tuyết Phong sao? Đấu Thần Điện điện chủ có ấn tượng với La Tuyết Phong thì không có gì lạ. Học viện La Lan là một trong ba thế lực lớn của Đấu Thần Đại Lục, vì có mối quan hệ với Đấu Thần Điện nên Đấu Thần Điện cũng có chút ưu ái với Học viện La Lan. Tin tức về nhất cử nhất động của Học viện La Lan đều được liên tục báo cáo về Tổng Điện. Là thiên tài đệ nhất của Học viện La Lan, nếu đấu thần điện điện chủ chưa từng nghe danh qua thì mới thật là lạ. Chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, là tuyết Phong kiểm tố nói. Rất tốt, rất tốt, xem như nề mặt của ta, các người nắm tay giảng hòa nhé. Trong giọng nói của đấu thần điện điện chủ có một chút như mệnh lệnh, nhưng những lời này trong tay của Lý Giật và La Tuyết Phong dường như lại là đạo lý hiển nhiên vậy. Tuyết Phong Huỳnh, An oán của chúng ta giờ bỏ đi nhé. Hoàn ngành người gia nhập đấu thần điện. Nếu ta đoán không đầm, giờ người cũng không thể trở về học viện Đà Lạt được. Đã để lộ ra thân phận phó điện chủ thiên phòng phần điện. Nó thế nào cũng là thuộc hạ của tổng điện chủ. Trong tình hình này, nên thức thời thì tốt hơn. Là tuyệt phòng hiển nhiên cũng không ngu gốc. Có người đã hạ mình, nên thoải mái cười tươi, nói vô cùng thành khẩn. Lý giật lão đệ, thật ra chúng ta cũng không có thầm cửu đại hận gì. Có thể được tổng điện chủ nhân hòa giải và mặt mũi chúng ta đã lớn lắm rồi. là tuyết phong ta nếu lại không tỉnh tỉnh thì cũng là không biết thức thời rồi. chỉ bằng như vậy đi. là tuyết phong rất quát diễn cho đủ đề nghị chúng ta kết thành kim đan chi rào nhé đến dần không thể tưởng tượng ra là tuyết phong diễn kịch còn hơn cả mình nữa. rồi thản nhiên cười nói chúng ta có thể coi như không đánh thì không quen biết. tiểu đệ ta cũng đang có ý này. đến giờ ta xin thề trước danh nghĩa của vạn thần kể từ hôm nay là tuyết phong là huynh trưởng của ta trời đất có thể thay đổi nhưng quan hệ của huynh đệ chúng ta sẽ không thay đổi là tuyết phong ta xin thề trước vạn thần từ hôm nay lý giật là đệ đệ ruột thịt của ta chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia tổng điện chủ không biết có nhìn ra việc biểu diễn cho ra vẻ thanh tú này không nhưng vẫn là vẻ mặt không màng danh lợi cao thầm mạc trắc thản nhiên nói đã như vậy là tuyết phong giờ ngươi gia nhập đấu thần điện chẳng không có vấn đề gì chứ Vâng, Tổng Điện Chủ Đại Nhân. Là tuyết phong ta kể từ hôm nay, xin dốc sức vì đấu thần điện. Rất tốt, rất tốt. Tổng Điện Chủ gật gật đầu nhẹ nhẹ. Ta đến Long Đảo là có một việc quan trọng. Nếu ta đoán không sai, các người cũng biết không ít chuyện ở Long Đảo này. Các người theo ta đến Long Đảo một chuyến, đợi giải quyết ổn thỏa việc ở đây xong. Về đấu thần điện, ta sẽ cho các người những chức vị thích hợp. Thầy Lý Dân và La Tuyết Phong ngành ngắn tạ ơn, Tổng Điện Chủ nói. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi đừng quên đời thề ngày hôm nay. Lời thề này, lập trước mặt của ta, ta sẽ phụ trách. Giọng điều này khiến Lý Giật và là Tuyết Phong đều phải rùng mình, nhận ra được một sự thật đáng ngại. Xem ra từ nay về sau muốn ra tay, cũng không thể ra tay một cách quang bình chính đại được. Vì các hạ này, xin hỏi danh tính được không? Tổng điện chủ quay sang hỏi xã tôn giả. Xã tôn giả đương nhiên không muốn tiết lộ thân phận của mình, cười phá lên rồi nói. Ta chỉ là một tiểu bối vô danh tiểu tốt mà thôi, thích uống rượu, thích đánh bạc. Điện chủ các hạ có thể gọi ta là tử quỷ. Vấn đề là có thể xuất hiện ở đây lúc này. Nếu thật sự là một tiểu bối vô dành tiểu tốt, vậy thì là có quỷ thật rồi. Phần đầu hay cuối sách đều có lúc, mặc dù tác giả đều cố gắng hết sức để sáng tạo, nhưng nếu bạn không thỏa mãn với kết thúc của chuyện, thì còn đã chưa có duyên với nhau. Thế giả tôn giả chịu để lộ thân phận của mình, tổng điện chủ cũng không biến cưỡng, nhạc miệng cười cho qua rồi quay sang nói với Lý Giật và là Tuyết Phong. Nếu không còn có chuyện gì khác, thì theo ta đến Long đảo thôi. Tổng điện chủ đại nhân, lão quỷ này là bạn phong niên của ta. Ờ, lão tiểu quỷ, nếu tổng điện chủ đã đến, người nên về đấu thần đại lục đi. Còn chuyện gì khác thì đã có tổng điện chủ đảm đương giúp ta rồi. Tình thế bất ngờ, Lý Giật đã có tính toán hờn thiệt, cũng không muốn đưa xã tôn giả cuốn vào những nguy hiểm lớn. Dù sao thực lực của xã tôn giả hiện giờ, e rằng cũng chưa hồi phục được ba phần khả năng giúp đỡ hắn trên lòng đảo này cũng có hạn, chỉ bằng để hắn rời đi. Sa tôn giả hiểu ý cười nói, người bạn nhỏ trèo cao rồi, không cần người bạn phong điền như ta nữa. Cũng được, ta liền trở về đấu thần đại lục vậy. Nói xong nhóm một cái, thân hình đã đi xa mấy chục mét. Nó đi đã đi, phong phạm này cũng chỉ có thượng cổ cường giả mới làm được thôi. Ở cùng xa tôn giả lâu như vậy, hơn nữa lại cùng có một ông ngoại. Lý giận không khỏi có chút buồn là một trong những quân bài của mình, xã tôn giả ra đi rồi, sau này phải tự dựa vào chính mình. Nếu không phải xà tôn giả, một mình trên con đường cường giả cũng không thể quyết định đi xa đến như vậy. Bật luận nói như thế nào, xà tôn giả cũng còn ẩn sư trì nghĩa với hắn. ấy long sùng này không phải của lão tử quỷ sao? Tổng điện chủ bỗng thấy hơi kinh ngạc, vì xà tôn giả vẫn luôn đứng bên cạnh chi chi. Tổng điện chủ đương nhiên xem chi chi như lòng sùng của xã tôn giả bẩm cáo tổng Điện chủ đại nhân, long sủng này là của ta. Rất tốt, rất tốt. Hai câu này dường như là lời mà tổng điện chủ thường nói. Khen hai câu xong, biểu lộ của tổng điện chủ lại như không có chuyện gì. Đi thôi. Dẫn đầu đoàn cự không hướng về lòng đảo lướt nhanh tới. hiển nhiên là khắc chế tốc độ của bản thân để đi giật và la tuyết phong đuổi theo kịp. Nơi đây cách lòng đảo chỉ vài dặm. Với thực lực của ba người, chỉ dùng công phu trong tức khắc thì đã đến được đội thuyền của cường giả con người. Tổng điện chủ dường như không muốn kinh động đến mọi người, dừng lại một chút trên không, chuẩn bị đáp xuống thuyền của tự y điện sĩ. Nhìn thấy tổng điện chủ giá lâm, tự y điện sĩ như chút được gánh nặng, báo cáo kỹ càng tình hình đàm phán với lòng tộc tộc trưởng cho tổng điện chủ. Khi nói tất cả chuyện này, tổng điện chủ cũng không bắt lý giật là tuyết phong phải đuôi đi. Một phong cách dùng người không nghi ngờ. Từ y điện sĩ thì không hề hỏi lý giật và là tuyết phong tại sao lại cùng đến với tổng điện chủ. Chỉ báo cáo rằng Dương Ma Thiên hiện giờ vẫn bị giam giữ trong tủ thiên trì động. Chỉ có điều long tộc dường như đã mất kiên nhẫn trông coi rồi. Đang rất muốn tru sát Dương Ma Thiên. Thuộc hạ đã hết sức nói tình nói lý, nói rõ khẩn cầu long tộc cho đấu thần điện thêm chút thời gian để tìm hậu nhân của Dương Thị, tìm về khế ước. Nhưng lòng tộc bướng bỉnh không phải đơn giản. Không hề để tâm tới sinh tử của hàng vạn dân ở đấu thần đại lục. Thuộc hạ cũng bất đắc dĩ, chỉ còn cách sắp xếp trận quyết đấu giữa Long tộc tộc trưởng và tổng điện chủ đại nhân. Nghe từ y điện sĩ báo cáo, sắc mặt tổng điện chủ không còn như không màng danh lợi, mà có chút phiền muộn. Dù sao cũng là long tộc cường đại, vị này là cường giả chuẩn đấu thần cấp. Nếu muốn nói là vô địch hoành hành ở đấu thần đại lục, e rằng cũng không có ai phải đối. Thế nhưng là đối mặt với lòng tộc tộc trưởng. Nếu là hội cờ bạc ở sòng bạc của Lý Minh, thì tỷ đệ đặt cược e rằng cũng có khuynh hướng đặt cho lòng tộc tộc trưởng mất chủ sát Dương Bà Thiên. Lòng tộc có khả năng đó ư? Một hồi lâu sau, Tổng Điện Chủ mới chậm trái đề xuất nghi vấn của mình. Theo lý thuyết thì là không thể, nhưng Long tộc đã có một tiền đoán, nói là sẽ có một vị cường giả con người tù luyện thiền mà đấu khí đến lòng đảo. Có siêu phẩm thần binh, hơn nữa sau khi tù luyện lòng trì cầm chú của Long tộc sẽ có khả năng tru sát được Dương bà Thiên. Mà người này theo tin tức mấy ngày này chúng ta do tìm được. Từ y sĩ đưa mắt nhìn Lý Giật, trên mặt có một biểu lộ kỳ quái. Người này cũng đang ở đây. Tổng điện chủ cũng không dám xác nhận, nhìn Lý Giật một thoáng rồi hỏi. Cường giả con người trong lời tiên đoán ấy là Lý Giật ư? Đúng vậy ạ. À. Không khí lập tức cứng đờ. Lý Giật có thể cảm nhận một ánh mắt lạnh như băng từ tổng điện chủ đang nhìn xuyên thấu vào trong tận sườn tủy của hắn. Lão đầu tướng mạo bình thường này, lúc này lại làm cho Lý Giật có một cảm giác bị đè nén. Lý Giật là nhân vật nào? Là người trải qua hai thế giới Đã gặp qua vô số thị sơn huyết hải cường giả Nhưng Tổng Điện Chủ căn bản Không có ý kích phát đấu khí Mà chẳng qua là nhìn lạnh lùng Mà Lý Giật đã có cái cảm giác Như muốn lấy mạng mình rồi Loại cảm giác này thật không tốt Từ điển sĩ đáng chết thật Hắn làm sao lại biết được cường giả con người Trong lời tiên đoán của Long Tộc Chính là mình cơ chứ Lý Giật, người thật sự tù luyện thiền bà đấu khí sao nói dối đã không còn bất cứ ý nghĩa gì lý giật trả lời đúng vậy nhưng muốn loại người như lý giật trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà thì là chuyện không thể sau khi khẳng định lý giật lập tức giải thích thổ cạn tu luyện thiên ma đấu khí hoàn toàn là tu luyện trong hoàn cảnh không hay biết gì như thế nào là tu luyện trong hoàn cảnh không hay biết gì mà người làm sao có được thiên ma đấu khí công pháp tổng điện chủ ép hỏi bẩm tổng điện chủ đại nhân thần mà thánh nữ trấn thủ dường ma thiên ở tù tiên tri động chính là mẫu thân của thuộc hạ cờ duyên kết hợp thiên mà thánh nữ làm quen với cha ta sinh hạ ra ta nhưng vì trấn áp dường ma thiên mẫu thần đã dứt khoát bỏ gia đình để đến lòng đạo trước khi đến lòng đạo mẫu thần giao thiên mà công pháp cho cha ta dặn dò ta tu luyện công pháp này cha ta lúc đó cũng không hề biết phong ấn trong ngọc bài chính là thiên mà công pháp thuộc hạ cũng không biết mãi tới khi đến lòng đạo tiến vào tù tiên tri động qua sự kiểm tra của long tộc, thổ cả à mới biết Đầu khí mà mình đã tù luyện là thiên mà đấu khí. Nhưng lời nói nửa giả nửa thật, Lý giật nói ra nghe cũng thật vô cùng, nhất thời kiến cho tổng Điện chủ không biết phân biệt thực hư. Thiên bà đấu khí chính là tả môn công pháp. Công pháp đó nếu tồn tại lưu truyền cho hậu thế, nhất định sẽ là mối họa vô cùng. Lý giật, người có nguyện phế bỏ công pháp này, chuyên tâm tù luyện thánh quang đấu khí của đấu thần điện không? Trầm gâm một hồi lâu, Tổng Điện Chủ mới đề xuất ý kiến. Tổng Điện Chủ không giết Lý Giật ngay tại chỗ, vở kịch khổ diễn của Lý Giật xem như đã đạt được thành công. Thủ khả mong còn không được kìa. Bộ não của Lý Giật chuyển động thật nhanh, phế bỏ thiên ma cử biến công pháp là điều tuyệt đối không thể. Thế nhưng không hứa với Tổng Điện Chủ thì cũng tuyệt đối không được. Điện Giật hiểu rõ thái độ của mình hiện giờ có quan hệ trực tiếp đến sự sinh tồn của mình đây. Làm thế nào mới vượt qua được kiếp nạn này đây? Tốt lắm, người tới đây bẩm tổng điện chủ đại nhân thuộc hạ mặc dù không tình nguyện tù luyện tả môn công pháp này nhưng lúc này không phải thời cơ để phá bỏ thiên mà công pháp lời này có nghĩa là sao chứ đến giật động dùng nói không dám giấu tổng điện chủ đại nhân thuộc hạ ở long đảo mấy ngày này đã gặp được dương ma thiên người đã gặp được dương ma thiên ư tuy tổng điện chủ có sự bình tĩnh khiến cho người ta kinh ngạc nhưng nghe thấy lý giật nói hắn đã gặp dương ma thiên nét mặt đã không còn có thể là che giấu được sự ngạc nhiên nữa. Bây giờ, Dương Ma Tiên là nhân vật thế nào? Bị giam giữ ở nơi nào? Đã gặp Dương Ma Thiên, đầu óc của Lý Giật không có vấn đề gì đấy chứ. Thật sự đã gặp rồi à? Nếu có lửa lời giả dối, xin mặc cho Tổng Điện Chủ Đại Nhân phanh thay xé xác. Được, được. Trước tiên, ngươi cứ nói xem. Nét mặt của Tổng Điện Chủ hơi trì hoãn, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào Lý Giật, dường như muốn nhìn thấu Lý Giật vậy dưới nhãn thần này nếu nói dối hoặc bị bợm tuyệt đối là sự khiêu chiến vượt qua điểm cực hạn xin cho thuộc hạ kể lại từ đầu chí cuối ạ à. chuyện thuộc hạ xông vào long đảo hoàn toàn không có chủ ý mà đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn sau khi tiến vào long đảo thì bị long tộc bắt được đưa đến tủ thiền trì động kiểm tra đấu khí điểm này tuyết phong huynh có thể chứng minh giúp ta chứ sau khi long tộc biết được ta đã từng tù luyện thiền mà đấu khí thế thì nhất định cho rằng là ta chính là cường giả trong đời tiên đoán kia, liền có ý đồ cho ta luyện lòng trí cấm chú để trụ sát Dương mà Thiên. Nhưng thuộc hạ cũng đồng thời biết được rằng Dương Bà Thiên là tổ tiên của thuộc hạ, làm sao có thể ra tay được. Nhưng dưới sự bức bách của lòng tộc, chỉ có cách hứa với bọn họ thôi. Về sau, thuộc hạ tìm cách thoát khỏi lòng tộc, ẩn thân trong lòng đạo, nhưng lại vô tình tìm thấy một thông đạo bí mật. Nó có một lai địch. Thì ra, hậu nhân Dương Thị luôn tìm cách giết chết Dương Bà Thiên, để kế ước có hiệu lực hoặc là cứu dương ma thiên ra để dương thị này một lần nữa chấp trưởng tứ đại ma tông mà không chỉ trở thành thành phần phụ thuộc của thiên ma tông thông đạo bí mật kia là do hậu nhân của dương thị đảo nên thông với tù thiên tri động thuộc hạ đi dọc theo thông đạo bí mật này đến được bên ngoài tù thiên tri động vốn bên ngoài tù thiên tri động là tù thiên tri thạch dương ma thiên đã tỉnh cầu tù thiên tri thạch hồn đó cho phép ta vào tù thiên tri động lúc đó thuộc hạ mới được gặp dương ma thiên Tổng Điện Chủ bất dẫn cách được cũng nhập thận không khỏi truy vấn. Gặp được Dương Ma Thiên rồi, đã nói những cái gì? Đây chính là nguyên nhân mà thuộc hạ thỉnh cầu Tổng Điện Chủ Đại Nhân tạm thời đừng phế bỏ thiên ma đấu ký của thuộc hạ. Vốn là Dương Ma Thiên kia cảm tầm vào tù thiên tri động, chịu nỗi khổ phản thế tù cấm, không chỉ vì thế tử, mà còn một ẩn bí quan trọng nữa. Ẩn bí gì? Dương Ma Thiên lúc còn trẻ, vì từng tham công liều lĩnh tù tuyển, đã ăn thiên yêu quả kết quả là trong thế giới linh hồn đã sản sinh ra một linh hồn mới. Tổng điện chủ đại nhân có lẽ cũng rõ, linh hồn mới do thiên yêu quả này sinh ra đáng sợ đến mức nào. Đến cuối cùng, nó sẽ thay thế linh hồn gốc rồi khống chế cơ thể người đó. Dương Mà Thiên đã cật lực khống chế sự trưởng thành của linh hồn mới, đồng thời cũng muốn mượn tù tiên tri động này vây khốn cơ thể bất tử bất diệt của mình. Dương Mà Thiên nói với thuộc hạ, hắn sẽ không thể khống chế linh hồn mới kia nữa, còn tù tiên tri động có thể giữ được linh hồn mới hay không, thật sự cũng chưa thể biết được. Lý giật dừng một chút, rồi mới nói ra ý đồ cuối cùng của mình, cho nên Dương Ba Thiên hy vọng. Thuộc hạ có thể thực hiện lời tiên đoán của Long Tộc, hủy diệt cơ thể bất tử, bất diệt của hắn. Tổng Điện Chủ không thể không tin lời của Lý Giật. Một kẻ có thiên phú có khả năng bịa chuyện cũng không thể bịa trong một câu chuyện như vậy. Uống chi Lý Giật giọng kể chân thành lại không giống như đang nói xạo. Đi giận rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp. Ý của thuộc hạ là, đấu thần điện chúng ta nên chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất là phải cố gắng hết sức truy tìm hậu nhân của Sương Thị, tìm khí ước vẻ. Nhưng mặt khác thì phải chuẩn bị tốt để trụ sát Dương Ma Thiên. Vạn nhân, linh hồn mới khống chế được cơ thể của Dương Ma Thiên ra khỏi tủ thiên trì động, thì hậu quả e là khó được Đi tìm đấu thần khế ước và linh hồn mới sinh thay thế Dương Ma Thiên phá vỡ tủ cấm. Giữa hai chuyện này, bên trọng bên kinh tổng điện chủ an sẽ rõ phương pháp giải quyết sự việc tốt nhất chính là sau khi tìm được khế ước trong tay dương thị hậu nhân sẽ trù sát dương bà thiền bất luận là kết quả tốt nhất hay trong tình huống bất đắc dĩ thì thà không để khế ước vào tay cũng phải là tru sát dương bà thiền thiên bản đấu khí của lý giật dường như sẽ rất có tác dụng bởi vì cho dù vị này đã cường giả ở vị trí đỉnh phong nhất của con người ngoài cách như trong đợi tiên đoán của lòng tộc thì cũng không nghĩ ra cách nào để trụ sát một thượng cổ phong hào đấu thần. Thiên bản đấu khí không phải là con đường tù luyện cuối cùng của cường giả. Chẳng qua là vì tình thế lúc này, ta cho phép người tạm thời giữ đại thiên bản đấu khí công pháp. Nhưng sau khi chuyện dừng bản thiền kết thúc, lý giật, thiên bản đấu khí của người cũng nhất định phải bỏ đi. Điều này có thể làm được. Kế hoạch hoãn binh của lý giật cuối cùng cũng có thể hiệu quả. Bây giờ coi như đã qua được kiếp nạn này, còn về chuyện phế bỏ thiên ma đấu khí, thì đừng nghĩ tới nữa. Cần phải biết rằng, ngoài dương mà thiền dựa vào thiên ma đấu khí tu luyện được đến cảnh giới phong hào đấu thần ra, dường như chưa từng có cường giả nào đạt tới cảnh giới tương tự như vậy. Đối với yêu cầu của Tổng Điện Chủ, Đinh Giật tỏ ra vô cùng chân thành nhận lời. Sau đó thì từ y điện sĩ báo cáo một số tình tiết sự việc nhỏ trên đồng đảo. Tổng Điện Chủ chẳng qua là lắng nghe mà không có ý kiến gì. Cuối cùng mới nói, Chuyện ta đến lòng đảo rồi tạm thời không được để lộ ra. Thứ nhất là ta muốn khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Thứ hai, cũng muốn đi điều tra thực lực ở lòng đảo. Được rồi, đều biết cả rồi. Đêm nay ở đây thôi. Hãy đi sắp xếp cho Lý Giật và Đà Tuyết Phong đi. Tổng Điện Chủ đã coi trọng hai người trẻ tuổi này. Từ y điện sĩ cũng không dám lờ lạ, sắp xếp cho hai người ở trong một khoang thuyền rộng lớn. Khoang thuyền này mặc dù không thể gọi là xa hoa, nhưng không gian rất rộng hai người ở xa xỉ thì vẫn còn dư. Hai cái giường lớn đặt song song cạnh nhau, ở giữa có bày biện một cái tủ nhỏ nhỏ. Linh dần và Đa Tuyết Phong đều không ngờ, đêm này vốn là cục diện, một sống một chết, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện nghịch chuyển kịch tính như vậy. Trước đó, một giờ thôi, hai người vẫn còn đang chém giết, hoặc là sinh, hoặc là tử. Hận không thể xét đối phương thành những mảnh nhỏ. Nhưng hiện tại, hai vị hảo huynh đệ dường như muốn ngủ cùng giường. Tạo hóa ơi, tạo hóa thật là trêu người đấy. Hảo huynh đệ của ta, người muốn chọn chiếc giường nào? Lý giật đua cơ chỉ hai cái giường, rộng lượng tặng cho La Tuyết phòng quyền ưu tiên. La Tuyết phòng cũng có vài phần hài hước kiêm nhường nói, người là đệ đệ, đại ca ta làm sao có thể lấy mất quyền ưu tiên của ngươi? hay là người chọn trước đi? Lý giật cũng không khách sáo, xài bước tới chiếc giường bên cạnh cửa sổ, nằm vật xuống thẳng cẳng trên giường, thả lòng cái lưng mệt mỏi rồi nói. Đã lâu rồi không được nằm trên chiếc giường mềm mại như vậy. Đợi khi trở về đấu thần đại lục, ta nhận định sẽ tìm một cái giường ngon lành ngủ ba tháng trời. Tuyệt phòng huynh thì sao? Trở về đấu thần đại đục việc người muốn làm nhất là gì? Lý Trần rất rõ ràng, muốn hỏa hoãn tình cảnh xấu hổ ngại ngùng giữa hai người. Là tuyệt Phong cũng là người nhanh nhẹn, sao có thể không lĩnh tình trả lời? Đương nhiên là tình cầu tổng điện chủ nghĩ rằng một biện pháp giải quyết khó khăn trong việc tù luyện của ta rồi. Vậy cũng được, tuyệt Phong huynh cố gắng tù luyện, sau này gặp phải chuyện gì cũng không phải là khó khăn đối với huynh đệ chúng ta. Cái đó thì rất có nói. Là tuyết Phong mặc dù mạnh miệng, nhưng trong lòng quả thật rất lo lắng. Tu luyện đấu khí như đi ngược dòng nước, không tiến thì ắt sẽ lùi. Nếu không khắc phục tình trạng dậm chân tại chỗ trước mắt, chuyện thực lực của Lý Giật vượt qua hắn là chuyện không sớm thì buồn. Đến lúc đó thì đã không có tư cách gì nữa. Tình cảnh đó bất luận như thế nào là tuyết Phong cũng không muốn nhìn thấy. Dường như đã hiểu rõ tầm tư của là tuyết phong, Lý giật cười nói, tuyệt phòng huynh không cần mạnh miệng, cho dù thực lực bị rớt lại, với thân phận huynh đệ, nếu có người khi dễ ngươi, gầy huynh đệ như ta cũng sẽ vì ngươi mà ra mặt. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, huynh đệ chúng ta ngược lại có một vấn đề rất muốn hỏi đây. Là tuyệt phòng dù sao cũng có chút không vui, thản nhiên nói, vấn đề gì? Tuyệt phòng huynh đã thật lòng với bằng nữ hay là kế sách tạm thời thôi? Không phải là lý giật nhiều chuyện, nhưng đối với chuyện này, Lý Giật không cách nào hiểu rõ được. Theo lý thuyết, bằng nữ thần thế không tầm thường, dùng bạo tuyệt lệ. Một nữ tử như vậy, sánh cùng đạt tuyết phong, thì thật là xứng đôi. Mặc dù năng lực thực chiến của bằng nữ không bằng lý giật, là tuyết phong, nhưng đâu khí tù vị của bản thân nàng thì không thể xem thường. Bất kể nói như thế nào, về chiêu tán gái, lý giật vẫn thua đạt tuyết phong. Điều này không thể không khiến lý giật cảnh cánh trong lòng. Là tuyết phong thì lại tỏ ra vẻ huyền bí, hỏi ngược lại. Lý giật lão đệ cứ nói đi, Muốn ta nói sao? Tuyệt phòng Huỳnh người không phải loại người để tâm đến chuyện đùa giỡn với nữ tử. Sở dĩ chu toàn với băng nữ, hơn một nửa là vì thí lòng tiên. Đáng tiếc là chàng người ta không có ngồi không. Bị lý giật nó trúng tim đen, là tuyệt phòng đỏ mặt, cũng không trả lời lý giật, nằm im trên giường, nhắm mắt lại, nhưng không biết có ngủ thật hay đã không.